Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ bảy ngày 17 tháng 4, chương trình thời sự sẽ có những nội dung chính sau. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3, lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai thực hiện dự án công trình giúp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình. Các tiết mục của đoàn Thái Bình đã được ban giám khảo và khán giả đánh giá cao tại Liên hoan hát văn, hát chầu văn toàn quốc năm 2021. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình gặp mặt tuyên dương thành tích và trao tài trợ của tập đoàn Zili Simco cho đội bóng chuyền nữ Thái Bình giai đoạn 2021-2023. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Về phía tỉnh Thái Bình có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên dương thành tích mới đây của đội bóng chuyền nữ khi đã thi đấu xuất sắc và đạt giải Á quân giải bóng chuyền nữ tranh cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2021. Cũng tại buổi lễ, tập đoàn Kele Simco tài trợ trong vòng 3 năm cho đội bóng chuyền nữ Thái Bình, đồng hành cùng với đội bóng cũng có một số nhà tài trợ khác. Với sự tài trợ này, giúp đội bóng được tiếp thêm nguồn năng lượng mới, tạo động lực để bổ sung xây dựng lực lượng, đưa đội bóng chuyền nữ Thái Bình phát triển và đạt được nhiều thành tích cao, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương và con người Thái Bình đến bạn bè trong nước và quốc tế. Đại diện đội bóng bày tỏ biết ơn đến các cấp, các ngành, cũng như tập đoàn Kele Simco, đồng thời hứa sẽ nỗ lực luyện tập và thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, phấn đấu giành thành tích ngày càng cao trong làng bóng chuyền nữ thuộc hạng đội mạnh toàn quốc năm 2021 và các năm tiếp theo. Chiều nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3, lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Thái Bình, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị. Sau khi nghe báo cáo tình hình kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, danh sách người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Hội nghị tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín, nhất trí thông qua danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Thái Bình, gồm 11 người. Cũng trong chiều nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3, thảo luận bỏ phiếu kín, nhất trí thông qua danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 107 người. Thống nhất giao Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hoàn thiện các biên bản gửi Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai các nhiệm vụ tiếp theo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, theo quy định của pháp luật. Chuẩn bị thật tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp ở tất cả các khâu để ngày bầu cử phải thực sự là ngày hội của toàn dân là chỉ đạo của đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khi làm việc với huyện Kiến Sương về việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng nay. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao việc chuẩn bị tổ chức triển khai công tác bầu cử của huyện Kiến Sương rất bài bản, kỹ lưỡng với tinh thần chủ động. Người giới thiệu ứng cử được phân bổ cơ cấu thành phần, số lượng theo khối ngành lĩnh vực phù hợp, số dư cần thiết và cơ cấu kết hợp được bảo đảm theo hướng dẫn của Trung ương. Đồng chí đề nghị huyện Kiến Sương tiếp tục chủ động trong công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, chủ động giải quyết tốt những vấn đề mới nảy sinh có liên quan đến công tác chuẩn bị cho bầu cử ngay từ cơ sở. Chú trọng tập huấn cho cán bộ làm công tác bầu cử, thực hiện tốt việc niêm yết danh sách cử tri để người dân nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của người đi bầu. Tăng cường kiểm tra giám sát về công tác bầu cử, đồng thời phải tiếp tục quan tâm và có sự chỉ đạo sát sao chặt chẽ ở tất cả các khâu, đảm bảo đúng luật, đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, nắm bắt tốt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để cuộc bầu cử diễn ra thành công.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 thảo luận lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 22, nhiệm kỳ 2021-2026. Qua hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã lập danh sách sơ bộ 63 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 63 người ứng cử, trong đó có một người đạt tỷ lệ tín nhiệm của cử tri dưới 50%. Hội nghị hiệp thương lần 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã thảo luận và biểu quyết nhất trí cho 6 người có đơn xin rút khỏi danh sách những người ứng cử, đồng thời lựa chọn thống nhất lập danh sách chính thức 56 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu 35 đại biểu. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện bảo đảm dân chủ, công khai, đúng đủ trình tự, thủ tục với sự tham gia của đông đảo cử tri. Tại hội nghị hiệp thương lần 3, các đại biểu thảo luận lựa chọn lập danh sách 63 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20. Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử tới đây, huyện Tiền Hải có trên 1.200 cử tri lần đầu đi bỏ phiếu. Với sự kiện chính trị quan trọng này, việc tuyên truyền để cử tri hiểu về tầm quan trọng của ngày bầu cử cũng như quyền và trách nhiệm của mình trong việc đi bỏ phiếu được Đoàn Thanh niên huyện triển khai với nhiều hình thức sinh động. Em là cử tri của Đoàn Thanh niên xã Tây Nương. Ngày 23 tháng 5 tới đây, Nguyễn Huyền Anh, trường Trung học Phổ thông Tây Tiến Hải sẽ thực hiện quyền công dân của mình. Đó là đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân khi em đã đủ 18 tuổi. Lần đầu tiên tham gia sự kiện chính trị quan trọng này nên Huyền Anh rất cần những thông tin về nguyên tắc khi đi bỏ phiếu. Và nay, khi tham gia tọa đàm trực tuyến, được nghe giải đáp khúc mắc, em đã hiểu rõ quyền cơ bản của mình. Qua cái tọa đàm này em thấy rất là bổ ích ạ. Có nhiều những cái vấn đề về khi đi bỏ phiếu em được biết một số những lưu ý, những điều cần biết khi đi bỏ phiếu, và thông qua đây thì em sẽ suy nghĩ và lựa chọn chính xác trong lần bỏ phiếu. Cùng với Huyền Anh, tọa đàm đối thoại trực tuyến do Đoàn Thanh niên huyện Tiền Hải tổ chức có sự tham dự của hơn 600 cử tri là đoàn viên thanh niên của 32 xã thị trấn. Các ngành chức năng của tỉnh và huyện tham gia giải đáp trực tiếp câu hỏi từ các đoàn viên thanh niên xung quanh vị trí, vai trò, chức năng của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, ý thức trách nhiệm của cử tri khi đi bỏ phiếu. Qua những cái cuộc họp vừa rồi thì rất là hữu ích và có thêm những cái thông tin mình có thể là hoàn thành đúng cái trách nhiệm của một công dân với đất nước, với chính cái nơi mình sinh ra, quê hương của mình. Trên cương vị là Bí thư Đoàn thị trấn Tiền Hải cũng như là với trách nhiệm của cử tri thì tôi sẽ tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên cũng như là các cử tri trên địa bàn thị trấn Tiền Hải sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ của cử tri để tham gia hưởng ứng vào ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp. Chúng tôi kết hợp với tuyên truyền trực quan, chúng tôi có phối hợp với các ngành liên quan để in cái pano áp phích băng rôn khẩu hiệu và qua đó là gửi về các xã để các đồng chí đoàn viên thanh niên là tổ chức tuyên truyền tại những cái điểm đông người qua lại, qua đó là góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Cuộc bầu cử sắp tới là sự kiện chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Việc định hướng và cung cấp thông tin kịp thời từ huyện đoàn Tiền Hải sẽ giúp các bạn trẻ thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu thật sự có đức có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại khu vực Đông Nam Á, Bộ Y tế đề nghị các địa phương, đặc biệt là lực lượng biên phòng, bảo vệ vững chắc đường biên giới, ngăn chặn nhập cảnh trái phép và thực hiện cách ly đúng quy định. Đây là những vấn đề then chốt trong kiểm soát dịch giai đoạn tới đây. Hiện nay, khu vực nóng bỏng nhất là biên giới Tây Nam và các tỉnh Tây Nam Bộ. Bộ Y tế đề nghị các địa phương, đặc biệt là lực lượng biên phòng bảo vệ vững chắc đường biên giới, ngăn chặn nhập cảnh trái phép và thực hiện cách ly đúng quy định. Đây là những vấn đề then chốt trong kiểm soát dịch giai đoạn tới đây. Khi phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép, các địa phương phải báo ngay cho cơ quan chức năng để cách ly trường hợp này và xử lý nghiêm. Cần tăng cường xét nghiệm tầm soát tại khu vực và đối tượng có nguy cơ một cách thường xuyên nhằm phát hiện sớm mầm bệnh trong cộng đồng.
Tiếp tục chương trình thời sự tối nay với những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực kinh tế. Thu hút đầu tư vào địa bàn, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện Vũ Thư trong nhiệm kỳ này. Để thực hiện tốt mục tiêu trên, Vũ Thư tiếp tục tập trung nâng cấp, cải tạo và làm mới nhiều tuyến đường, giúp kết nối giao thông, nhất là các khu vực trọng điểm về kinh tế, cũng như các tuyến đường quan trọng dẫn vào các cụm công nghiệp trên địa bàn. Tính riêng năm 2020, huyện Vũ Thư đầu tư tổng kinh phí hơn 130 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông. Năm 2021, huyện tiếp tục đầu tư hàng trăm tỷ đồng nâng cấp nhiều tuyến đường huyết mạch như tuyến đường nối thị trấn Vũ Thư với các xã phía Bắc của huyện. 26 tuyến đường do huyện quản lý với tổng chiều dài hơn 90 km cũng đã cơ bản được đầu tư cải tạo, nâng cấp tương đương đường cấp 4, cấp 5 đồng bằng, tạo thành mạng lưới giao thông khép kín kết nối từ tỉnh Thái Bình đi các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ, từ huyện Vũ Thư đi lên trung tâm tỉnh, từ huyện đến các xã thị trấn và các vùng lân cận, qua đó giúp thúc đẩy thu đầu tư vào huyện trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, một trong những nội dung quan trọng được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20, cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đó là tập trung nguồn lực để xây dựng các dự án công trình giúp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Để thực hiện hiệu quả nội dung này, thì vấn đề đầu tiên cần phải làm là làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai thực hiện các dự án. Đây cũng là nội dung đang được huyện Đông Hưng tập trung thực hiện quyết liệt. Nhà ông Nguyễn Văn Dân, thôn Tế Quan, xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng có gần 26 đất chuyển đổi nằm trong vùng phải giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố đi cầu Nghìn. Được cán bộ xã và các phòng ban của huyện tuyên truyền vận động, ông Dân hiểu rõ tầm quan trọng và lợi ích từ dự án, vui vẻ đồng thuận bàn giao mặt bằng. Nhà nước có chủ trương thấy chúng tôi là người dân thì cũng biết chấp hành theo hiến pháp và pháp luật. Tôi chỉ mong sao nhà nước cũng đền bù cái nó xứng đáng đối với gia đình. Thế để là được, thế còn cái trong cái lĩnh vực này chúng tôi cũng chấp hành mà cũng đều đồng thuận cả. Hiện nay thì đối với chúng tôi đang tập trung vào vận động, tuyên truyền bằng mọi hình thức, có thể là trên hệ thống truyền thanh, thế rồi coi như là tại hội nghị chi bộ, thế rồi có thể là trực tiếp tới để coi như là vận động tại các cái hộ gia đình để coi như là tạo cái sự đồng thuận trong nhân dân trong cái việc ủng hộ nhà nước trong việc là xây dựng cái tuyến đường này để đảm bảo được theo đúng tiến độ đề ra. Huyện Đông Hưng chỉ đạo các phòng ban và các địa phương có dự án triển khai phải phối hợp, thống nhất, phân công, rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, gắn với trách nhiệm từng tổ chức với phương châm vận động từng bước, kiên trì thuyết phục, chia nhóm đối tượng để có hình thức vận động phù hợp, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của các hộ dân, đối thoại trực tiếp, giải đáp những tâm tư, bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng. Nhờ vậy, nhiều dự án nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao trong các tầng lớp nhân dân. Nhà nước đã mở đường để làm thông thoáng đường cho nhân dân với địa phương. Thì tất cả nó là cái nghị định chung thôi, thì nhân dân chúng tôi là cũng hoàn toàn ủng hộ. Nhưng mà có điều là giải quyết cho bà con nó như thế nào cho nó thỏa mãn, thoải mái, thì nó hài hòa, thì là mọi người cũng đều ủng hộ và đồng tình. Nhờ làm tốt tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nên công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện Đông Hưng đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là dự án tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn qua 10 xã của huyện, dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường 271 đi qua 6 xã, dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông La và nhiều tuyến đường huyện quan trọng khác. Đối với cái công tác giải phóng mặt bằng thì huyện cũng chủ trương chủ yếu là đối với những cái phần mà hành lang nêu không thì làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động để các hộ gia đình tự tháo dỡ thu dọn và không thực hiện cái việc bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Còn đối với các hộ gia đình cá nhân có cái đất thổ cư thì chúng tôi thực hiện đúng theo cái quy trình quy định của nhà nước, công thông báo công khai cái chủ trương thu hồi đến tận hộ gia đình để các hộ hiểu và đồng thuận với cái chủ trương của dự án. Từ thực tế cho thấy đa số vướng mắc của nhân dân trong giải phóng mặt bằng chủ yếu liên quan đến đơn giá đền bù. Bởi vậy, việc nắm bắt rõ các chủ trương của nhà nước cũng như các quy định của tỉnh để tuyên truyền, vận động là rất quan trọng. Bởi chỉ khi nào người dân thấy được lợi ích thiết thực từ các dự án mới tạo được sự đồng thuận, ủng hộ trong triển khai thực hiện các dự án hiện nay. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống các lực lượng tham mưu, cảnh sát hình sự, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, tài chính công an nhân dân. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Thanh Trường ghi nhận, đánh giá cao những công hiến, đóng góp của lực lượng tham mưu, cảnh sát hình sự, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, tài chính công an tỉnh qua các thời kỳ.
đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các lực lượng tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các mặt công tác chiến đấu, chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời nghiên cứu tham mưu, đề xuất các chủ trương giải pháp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhân dịp này, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 9 tập thể và 29 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của 4 lực lượng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, Đoàn Thanh niên Agribank Bắc Thái Bình tổ chức tặng cây xanh cho mô hình thanh niên phát triển kinh tế thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ. 100 cây xanh được Đoàn Thanh niên Agribank Bắc Thái Bình trao tặng cho hai mô hình thanh niên phát triển kinh tế thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ. Các loại cây gồm mít, xoài với trị giá 10 triệu đồng, góp phần giúp các đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ Agribank Bắc Thái Bình lan tỏa thông điệp Agribank vì tương lai xanh, thêm cây thêm sự sống đến cộng đồng. Trong 4 ngày từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 4, tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khai mạc Liên hoan Hát Văn, Hát Chầu Văn Toàn quốc năm 2021. Liên hoan diễn ra thu hút gần 400 nghệ nhân, cung văn, hầu giá, diễn viên, nhạc công tham dự. Liên hoan năm nay được tổ chức để kỷ niệm 5 năm triển khai chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Tham gia liên hoan năm nay có các diễn viên nghệ nhân của 18 đơn vị ở các tỉnh, thành phố có nghệ thuật hát văn, hát chầu văn trên toàn quốc. Trong đó, tỉnh Thái Bình tham dự 4 tiết mục là Giá Đức Thánh Trần Triều, Giá Quan Lớn Điều Thất, Giá Quan Hoàng Bơ và tiết mục Bát Nàn Tiên La. Chương trình do Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Bình phối hợp với Hội Thanh đồng Đạo quan tỉnh phối hợp dàn dựng. Các tiết mục của Đoàn Thái Bình đã được ban giám khảo và khán giả đánh giá cao. Liên hoan kéo dài đến hết ngày 18 tháng 4 năm 2021. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam, sáng nay Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Bình tổ chức khai mạc giải bóng đá Ngân hàng Thái Bình năm 2021. Tham dự giải có 250 vận động viên đại diện cho trên 1.500 cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của 26 chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần. 15 đội bóng được chia thành 4 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, chọn đội nhất nhì vào vòng tiếp theo. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã cống hiến nhiều trận đấu chất lượng, pha bóng hay đẹp mắt. Giải được diễn ra đến ngày 6 tháng 5. Mục đích nhằm rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu đoàn kết, học tập kinh nghiệm và hiểu biết lẫn nhau, góp phần xây dựng hệ thống ngân hàng ngày càng vững mạnh. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam, 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Bình, từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4, cơ quan chức năng đã phát hiện 472 trường hợp phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông trật tự tại thành phố Thái Bình. Các trường hợp vi phạm giao thông chủ yếu là không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường. Trong đó, vi phạm lỗi vượt đèn đỏ là chủ yếu với 437 trường hợp. Cơ quan chức năng tiến hành xử phạt 67 trường hợp, phạt tiền hơn 230 triệu đồng, tước 56 giấy phép lái xe. Việc gửi thông báo vi phạm còn gặp vướng mắc do địa chỉ trong cơ sở dữ liệu đăng ký cũ không đầy đủ, viết tắt, hoặc chủ phương tiện đã thay đổi địa chỉ thường trú, đã bán xe cho chủ khác không sang tên, không có số điện thoại liên lạc. Nhiều trường hợp không gửi tới được chủ phương tiện, cơ quan bưu điện phải chuyển hoàn lại, gây khó khăn cho việc xử lý trường hợp phương tiện vi phạm luật giao thông. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình cũng sẽ được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.